ơi, you ready for the class? If you are ready, you comment. À ha, trong lần này nhá, có rất nhiều số sẽ gây nhầm lẫn cho các bạn. Và các bạn thường thường là các bạn sẽ không nhớ cách viết. À, cô khuyến khích các bạn là sẽ có một vở viết riêng của lớp của cô. Và có thể là mình sao nhỉ? Mình viết bài những cái từ nào mình không biết. Right. Giờ này những bạn nào mà vào lớp muộn là không được vào đâu. Được rồi, lớp muốn cho vào nhưng mà không được. Yeah. So the first one, all the people here just know that this day. One. Number one. Do you know this word? Các con biết từ này không? One. One. Yo. Tôi nghe là nghe thấy tiếng chua nhỉ? Can you hear me clearly? One. Yo, some student will talk to me that. One. One. Nhưng mà không phải đâu nha. One. One. À, ok. Nó sẽ bị từ cái nhạc nền này. Rồi, can you hear me? That's this. One. Exactly. Now, repeat after me. One. Look at this. Cô sang xem nào, bạn nào phát âm chuẩn nhỉ? Ngồi đi vào lớp muộn, 10 bạn vẫn đang chờ, không sao nhá. Nào, bây giờ cô sẽ gọi một bạn là I will random to call someone new. Nguyễn Hoàng Phương K-O-5. Yes, cái này đang nhá. Good evening, can you hear me? What's wrong? Dạ. Dạ, cô nghe. Oh, đang có vấn đề là Hoàng Uyên nào? Hoàng Uyên nào? Hoàng Uyên mở mic cho cô nào? Ôi, các bạn bé quá, các bạn chưa quen sử dụng nào. Thế Hoài Anh nào? Hoài Anh giơ tay này, Hoài Anh nè. Hoài Anh, yes. Hoài Anh, right. Girl. Can you tell me your full name? Nguyễn Hoài Anh or... Con tên là Nguyễn Hoài Anh hay Trần Hoài Anh à? Con tên là Nguyễn Hoài Anh ạ. À? À, my full name is Nguyễn Hoài Anh. Trần Hoài Anh hả? Cô không nghe rõ. Trần Hoài Anh, bạn là tên Trần Hoài Anh hay Nguyễn Hoài Anh nhỉ? Nguyễn Hoài Anh ạ. À, Nguyễn Hoài Anh rồi. Nguyễn Hoài Anh à. Can you speak out loud this number for me, please? Number one. Yeah, exactly. How about next one? Two. Number? Two. 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 Yeah. So now I need you to... I'll read out loud five numbers here. Three. Three. Wow. Oh, hold on. Four. 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 Five. Five. Okay, one more time. Five. Five. Okay, we'll focus on the pronunciation that we have five. Okay, we have the ending sound here. Right? Now, có lớp nào? Repeat after me. Like a B sound. Giống như là tiếng của con ong ấy. Vo ve trước mặt nhỉ? Right? Five. Yeah. I will let the audio again and you will focus on the listening to it, right? Five. Yes, five. Right. Thank you, Hai Anh. Right. Now, we just have the one, two, three, four, five. Right. And now the next five numbers, who can? From six to ten, who can read out loud this word for me, please? Who can? Okay, Huỳnh Võ Ngọc Quê à? Cô
Hello, teacher. Yeah, good evening, Huỳnh Võ Ngọc Khuê. So now, can you read out loud from 6 to 10 for me, please? Yes. 6. 7. 8. Okay, one more time. 8. 8. 8, 9, 10. Good job. So now remember, and now we need to have some like what? We need to fix this at the 6. Some student will say that 6. Có bạn nào đọc là 6 không nhỉ? 6. Cái 6 ấy. No, it's not right. 6. 6. 6. Six. Six. A little bit hard for you. Nó sẽ hơi khó cho các bạn một chút khi mà mình phát âm từ six. Đó. Dành cho một số bạn mà chưa biết viết chữ hay là một số bạn mà chưa biết cách viết từng số một thì mình có thể là use a pen, right? Mình sẽ lấy chiếc bút ra, mình viết vào trong tờ giấy A4 này, viết vào vở của mình nha. Cô sẽ vẫn để màn hình ở đây cho các bạn viết vào vở ha. Bạn Huỳnh Võ Ngọc Khuê, rất cảm ơn Huỳnh Võ Ngọc Khuê vừa rồi đã đọc cho các bạn. From 6 to 10, yeah, we have 6, 7, 8, 9, and 10. Remember this, we need to focus on the ending sound. Mình chắc chắn là phải tập trung vào cái ending sound, cái âm cuối cùng á, không bao giờ được bỏ ha. The next one. Nào bây giờ mình tăng một chút cái độ khó lên cho cái việc mình học về con số nào. Học về con số nào. Từ à, cô đã thấy cánh tay của bạn Đặng Ngọc Như Ý nào. Ok. Cô là 10. And good job, that 10. But now I need you to speak out loud another number. The other one. 11. Which number is this? Which number is this? Now, Đặng Ngọc Như Ý nào. Again. Which number is this? Ngọc Ngọc Minh Như Ý nào. Yes. 11. Oh, it's number 11. So mình sẽ... Có bạn nào đồng ý với cách đọc của bạn không? Bạn đọc có đúng không? 11, 11, 11. Good job. Rất cảm ơn Đặng Ngọc Như Ý nha. Mình sẽ check lại một chút dành cho những bé nào nha. Những bé mà bé tuổi hơn mình nha. Những bé mà chỉ có 5 tuổi này, 6 tuổi này. Nào, mình sẽ đánh vần nha. We will spell it. E-L-E-V-E-N. Okay, one more time. E-L-E-V-E-N. Yes, we have... 11. Good job, right? E... L, V, E, N. 11. Thank you, Đặng Ngọc Như Ý. Okay, so next one. Who can? Who can? Who can read out loud this word for me, please? Who can? Raise your hand in front of the camera and I will... Ah, a little bit. A little boy. A little boy here. Bin Bảo Anh nè. Bin, 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 bin. Oh wow, look at this. What? Which number is this? Which number here? 12. 11. Oh, thế chúng mình đang nhìn thấy 11 hay 12 nhỉ? Cô tắt đi share lại nhá. À, okay. 11. Ah, is it 11? Is this 11? Now, Bin Bảo Anh nào, Bin Bảo Anh nào. Bây giờ mình sẽ
đọc từ này nhá, đánh vần cho cô nào. T-W-E-L-V-E 12. Bim bảo anh nào, speak out loud again. 12. Ok, gần được rồi, gần được rồi. 12. Thế bây giờ mình có bảo anh thì mình thử xem Bin Bảo Ngân có đọc được không nhá. À, Bin Bảo Ngân nào, à Bi Bảo Ngân nào, bé Bảo Ngân nào. Bảo Ngân, Bảo Ngân nào. Bi bảo anh để nguyên mic nhá. Chưa tắt mic vội nhá. Bảo Ngân nào, khen như nghe mic Bảo Ngân. Wow, yes. Bảo Ngân chắc là bằng tuổi với Bảo Anh thôi. Nào, Bảo Ngân nào, once again. 12. Các bạn chú ý cho cô nha. Tất cả những từ ở đây chúng mình đều phải lưu ý. Đó là âm đuôi. Âm đuôi ở đây là giống như con âm bỏ vẽ. Nào, Bảo Ngân nào, once again. 12. Số bạn mà chưa tìm. Nào thế bây giờ Bảo Anh nhá, Bảo Anh và Bảo Ngân sẽ thay mặt cho các bạn để chơi nhỉ. Bắt chước âm của cô nhá. Bây giờ em bé nào, răng cửa này, vập vào môi dưới cho cô nào. Giống như một bạn bunny ấy, một bạn thỏ ấy. Làm được không? Theo. Là thêm một chị lớn hơn nhá, một chị lớn hơn con nhá. Đỗ Bảo An nào. Okay, one more time. 12. Yes. All the class, remember this. We need to focus on the ending sound here, right? Giống con ong ấy. Right. Okay, thank you Bảo Anh, thank you Bảo Ngân và thank you Bảo An. Oh, toàn Bảo thôi, còn cô là Bảo Ngọc. Right. Next one. We move to the next one, right? Now we have 11, 12, 13. Võ Minh Khang nào. 13. Good job. Từ này nhá, tại sao cô lại đọc như thế nào? 13, số 13. 13. One more time. 13. 13. Good job. Can you spell it? T-H-I-R-T-E-E-N. Good job, Võ Minh Khang. If I have the I have a 10 mark I will give you, but now we don't got the marks anymore. Bây giờ chúng mình không tích bằng 10 điểm nữa. Chúng mình tích bằng sao ở trên bảng điểm danh. Đó là lý do tại sao mà cô bảo các bạn phải để tên đầy đủ nhá. Những bạn nào mà chưa để tên đầy đủ hay là viết tên nó còn thiếu dấu thì mình nhanh tranh thủ là mình đổi tên cho nó có dấu và đầy đủ họ tên nhá. Right. So now, next one. 14. Võ Minh Khang nào. 14. 14. 14. Yes, 14. Âm nhấn mạnh vào đuôi teen. 14. Minh Khang luôn nào. 15. 15. 15. 15. 15. Okay, thank you Minh Khang. Nào bây giờ các bạn giơ tay lên trước màn hình nào. Thank you Minh Khang nha. Mình sẽ giơ tay lên trước màn hình nhá để cô xem là đọc từ số 16 đến số 20 nào. Bạn nào có khả năng nào? Who can? Đây là một thử thách rất là khó và chỉ dành cho những bạn mà như anh chị mà gạo cội thôi, mà bởi vì là các bạn mà đọc sai là sẽ ảnh hưởng đến các em. À, cô đã thấy cánh tay của Hoàng Thùy Anh này, Lê Huỳnh Ngọc Nhi này. Ôi rất nhiều bạn lớp 2, lớp 3 các bạn tham gia lớp của cô nhỉ. Cô xem nào, Khuê này, Hoài Anh, Đỗ Bảo An này, Duy Phong này, đấy, Kim Ngân này. Cô xem nào, wow các bạn rất thông minh đâu. Xem nào, Minh Kiệt. Cô rất nhiều này, biết chọn ai? Bảo Ngân, Khánh Vân.
À, long time no see, Khánh Vân. John là bạn gì đây? Bạn Nguyễn Đức Long à? Nguyễn Đức Phong à? Nào, thế bây giờ cô sẽ gọi Khánh Vân nhá. Good evening. Dạ, anh chào cô. Good evening. Oh, nào, trong khi cô Văn An thấy Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Minh, các bạn vẫn đang giơ tay rất là nhiệt tình, thì bây giờ các bạn sẽ giúp cô kiểm tra xem là chị đã đọc đúng chưa nhá. Right? Can you? Yes. 16. 16. Wow. Next one. 17. 17. Yes. 18. 18. 18. 18. 19. 19. And the last one. Can you? Yes. What is this? What number is this? Dạ 20. Số 20 đúng không? Cô sẽ cho con nghe nha. 20. Yeah. 20. Yes, 20. Tốt lắm. Cô thấy nào, Duy Phong này vẫn đang rất là nhiệt tình để có thể là luyện phát âm theo. Là bây giờ Duy Phong nhá. Bạn nào tự tin à? Thank you em bé cưng của cô nào. Thì Khánh Vân là long time no see, right? Khánh Vân là học tập và vẫn giữ phong độ rất là tốt. Bây giờ cô sẽ có một thử thách nha. Bạn nào đọc được từ 1 cho đến 20 liền một mạch, không sai, để cho các em ở dưới học tập theo nào. Không sai nha. Cô thì không sợ sai đâu, nhưng mà để các em ở dưới học theo thì ai có thể nào read out loud from 1 to 20 for me please? Who can? Giờ này thì cái sự hạn chế của các cánh tay. Nào, Lưu Quang Sơn. Oh, where is Lưu Quang Sơn? 1, 2, 3. Nào, mình đọc từ từ nha. Ở đây cô không quan đọc nhanh đâu. Nào, the first one is 1. Yes. 2. 3. 4. 5. Đọc to nào, read out loud. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. Nào lại nhá. 6. Âm đuôi nào, 6. 6. Yes. 7. 8. 8. 8. 8. 8, 9, 11, 12, 13, 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 13
15. 17. Oh no, 16. What's this? 16. 17. 18. 19. 20. Thank you so much. Wow, thật là thông minh nào, được chưa? Thì trong lớp mình hiện tại cô thấy nhá các bạn là nếu mà mình cố gắng một chút này, hôm nay có từ mà các bạn rất hay nhầm lẫn, một đó là từ 20 với cả từ 12 là số 20 và số 12 ấy. Right? Hay là những cái âm đuôi ví dụ như từ 6 à, hay là từ 5 hay từ 8 thì các bạn phải lưu ý âm đuôi nhá. Right now, hold on a little bit. Bởi vì lớp mình khá là đông
Và bài giảng thì cũng có rất nhiều các cái bạn mà mới và chưa quen đấy các con. Cho nên là bây giờ cô sẽ dành nhiều thời gian hơn để cô có thể dạy. Còn đến tầm tháng thứ 3, tháng thứ 4 trở đi thì lớp mình sẽ tương tác như là đợt trước nhá. Các không bao giờ sai. Right. Now bây giờ mình nghỉ một chút nào. We will go on with a little bit water on this, right? Các bạn đi ra uống một chút nước nào. Ví dụ mình uống một chút nước để các bạn tỉnh táo một chút nhá. Và vừa nãy là mình mới chỉ học từ thôi đúng không? Vừa nãy là mình chỉ học từ thôi. Còn sau bây giờ này, uống nước đi rồi sau đó mình sẽ làm bài tập này. Ok, làm bài tập để ghi nhớ nha. Và bài tập này thì nó sẽ rất là thử thách cho các bạn đấy. Are you ready for this? Một số bạn đi ra uống nước cho cô nào. Uống nước nào, uống nước nào. Yes, good job. So now, ở đây cô thấy có rất... Ôi, con không bao giờ sai. I will share the screen now. I will share the screen with the game here. With the game. Bây giờ thì mình sẽ có thể là mở nhạc nền nha. Chút nữa thì mình sẽ vào trò chơi này. Các bạn uống nước không chưa? Đăng hết chưa nào? Have you done yet? Have you done yet? Cho đúng một phút nữa để đi uống nước nha. Các bạn nhắn gì cho cô? Ok, thế là mình đã uống nước xong rồi nha. So now let's move on to the exercise today. It's a little bit hard. Wow, it's like a magic class here. Ten. Đấy, một cặp rồi nhá. Cặp rồi nhá. Nine, where's nine? 10 với 20 á. 10 to 20. 10. 4. 6. Two,
14 and 16. 14 and 16. No. 5 and 18. 5 and 7. Eight. Wow, thank you, Thiên Nan. 2 and 9. Now 2 đến đây rồi. 16 to 11. À, xem tiếng mình có đúng không nhỉ? Thiên Nan đây rồi. 9, where's 9? 3 này. 5, 9. Okay. Who can? 2. À, 3 to 8 rồi. Các bạn nhớ nha, cái lá bài nó sẽ di chuyển và các bạn phải nhớ vị trí di chuyển của nó nha. 5 and 20. No. 15 to 30. À, 16 to 15. Mình lên. Mình nào. Cô sẽ gợi ý lá bài nhá. 16 có rồi. 14 and 20. 3. À, ai đấy? Ai đấy? Học quê à? Học thế nhở? Tiếp tục nào. Trong lúc chuyển giao ấy, nó sẽ có những lá bài thay đổi. Nào. 3 mà dẫn vào đây rồi. Nào. Okay, next one. Thế mình mở. 8 to 9. No, it's not. 18 and 7. 18 and 13. No, it's not. Can 8 to 15. No. 13 to 5. No. 14 and 18. Are you sure? 9. Wow, I don't... Khánh à? Khánh hay Khánh? Ngọc Khánh. Giỏi quá. Nào tiếp tục nào. What? 14 and 5. No, it's not. No, it's not. 20 to 19. No, it's not. Còn này cố này. 1. Wow, bạn nào thế có kết quả chuẩn thế nhỉ? Ghi đừng giận cô nữa, giận từ năm ngoái đến năm nay này. À, thế tiếp tục nào, còn có hai thôi. À, không phải giơ tay nữa. Các bạn comment cho cô. Bài này giơ tay hiểu sao mà có vậy được rồi. Ok. Hey. Chia ra chứ lại không học được làm sao mà chia ra 100 phần được. 100 bạn nó đang ngồi ở trong này thì bây giờ làm sao mà chia ra 100 miếng được bây giờ. Nào tiếp tục nha. Ca này khó đấy. It's a little bit difficult. Right? Kiểu lag làm sao mà không lag đâu. Trang Dung à? Trang Dung nha. Chào các bạn nha. À, 61. Ok. Bởi vì là một số bạn này đâu đó đang rơi vào 20 bạn đang ở trong phòng chờ. Nhưng mà các bạn biết làm sao, tại vì là vào lớp muộn mà thường thường là cứ vào lớp muộn là không vào được lớp nữa. Hôm trước là có thầy Vương thầy cho vào, nhưng cô Ngọc là không cho vào đâu nha. Yeah. Next one, bây giờ cô sẽ mở lại một các cái lá bài gợi ý trước nha. Chuẩn bị chưa? Ready. 18 and 12. 13 and 19.
12. Bữa nay cô nhớ là có 12 rồi đó. 1, 2, 3. No, 11 here. 14. Where's 14? Các con nhớ lá bài 14 ở đâu không? Không, các bạn đào ra vào lại. 14. 13 rồi, các bạn nhớ không? 4 to 9. Khánh Vân bảo 4 với cả 9. 14. Ôi trời, sao là thông minh thế nhỉ? Tiếp tục nào. Tên đi học là Phương Trang, ở nhà là Trang Dung, thế mình là Phương Trang nhá. Là 14 to 5. No, not. Cái này hơi khó một chút đấy, các bạn phải dùng giấy rồi, các bạn phải dùng giấy bút rồi. Các bạn phải tư duy rồi, cái này không thể nào mà. Tôi gợi ý một số các cái từ này. Là chỗ này 19 này. 9 to 5. No, it's not. 12 này. No, 12 đâu, where's 12? Yeah. 12. Nào tiếp tục nào, next one. Next one. 17 to 9. It's not. Các bạn phải nhớ nhé, các bạn nhớ vị trí. Những cái lá bài nào không được thay đổi, các bạn phải nhớ vị trí nào. 9 to 12. 19. Wow, ai đây? Khánh Vân à, sao tính thông minh nhỉ? Hôm nay tôi thấy Khánh Vân vừa comment. À, đây thì nó sẽ cho Khánh Vân để chia sẻ nào. Tiếp tục nhá, có một số bạn có hai đáp án là 5 với 16 hoặc là 5 với cả 14. Không phải rồi. 5 với 16 à? Không phải luôn. 18 với cả 15. Không phải. Not 18 to 20. No, các bạn không điền bừa nha. Mình phải lấy nhấn ra là 5 to 15. Sai là 17 nè. Số bao nhiêu? 17. Ai đấy? Who? Comment this. Quá giỏi. Tốt nào. 14. Oh, it's not. À, đây, Vũ Anh Huy à? Được rồi. Các bạn tập trung nhá, mình còn một mảng nữa. 15 to 5. It's not. Chỗ này là 16 mà chỗ này là 15. No, các bạn thì nếu mà bạn nào ngoan nhá, mà cuối tháng mà cô xem cái sự điểm danh của các bạn là không vắng buổi nào ấy, thì chắc chắn là cô sẽ tặng riêng cái app này cho các bạn và tặng cả sách luôn. Được không? Bây giờ mình disclin dùng vật ở trên này thì nó sẽ bị tính, các bạn chắc không học được. 4 to 15. No. 5 to 14. No. 4 to 18. No, it's not. Các bạn có gọi một số lá bài gợi ý và các bạn chuẩn bị ghi vào trong sổ nhá. Ok. 15 đâu, bạn có nhớ 15 ở đâu không? 13, 14. 13. Ai? Thùy Dương à? Khánh Vân à? Vẫn là Thúy Kim Ngân này. Đấy, đúng rồi. 14, 15. Nhưng Ngọc Khánh á, 14 em 15 nhá. No. Tập trung nha. Focus on it. 5 to 10. No. Cái 10 này là 20 này. 14, 20. No, it's not Ngọc Khuê, it's not. 5 to 14. No, 18 đâu. Do you remember the cut of 18? 18 đâu. 11. Cô còn nhớ một số này. Để tiếp tục nào. 19 to 15. Đỗ Hương Chi. 16. Đấy, phải như Chi chứ. Next one. Cái này là một trò chơi không hề dễ một chút nào nha các bạn nhé. Các bạn phải tập trung đấy. Không chỉ là chơi điện tử đâu.
có một số các bạn vẫn trường kỳ với đáp án là 5 to 15. Thực sự là cô kéo lại xem bạn nào thế. Lại là Khánh Vân à? Ở trên này có bạn Hoàng Thùy nhưng mà không có tên. Rồi cô Nẻ, Duy Phong này, Khánh Vân này, Kinh Ngân này. Rồi các bạn comment từ trước mà cô xin lỗi cô chưa đọc được nhé. Con đoán 5 và 20, anh Huy à? Nhưng mà cô thấy mấy bạn nữ lớp mình nha. Các bạn comment nhanh lắm, nhanh đến nỗi mà cô không kịp đọc đâu. Bây giờ mình còn 4 lá bài thôi. 5 to 10 à? 5 to 15? No, it's not, baby. 5 to 15? 18. I, who did this? 18 to 18. The next one. 20. Wow, thì sau một cái bài game vừa rồi nhá, từ from 1 to 10 này, rồi là từ 11 to 20, có một số bạn thì chắc chắn là vẫn chưa thuộc cách viết rồi. Tuy nhiên là mình sẽ lưu ý cách viết ở trong phần nhóm Zalo nhá. Các bạn sẽ cố gắng lên nhóm Zalo này, cô sẽ gửi lại cách viết theo bảng để các bạn luyện viết. Và trong tháng này nếu mà bạn nào cô thấy điểm danh và vào lớp đều thì chắc chắn là cái app vừa rồi của cô dùng ấy, cô sẽ cho các bạn luôn. Được không? Nhưng mà các bạn phải chăm học nhá. Chứ không phải là tải app về của cô sau đó không học đâu. Nhớ bảo bố mẹ mở cho con nha. Rồi bây giờ nghỉ một chút nha. Nghỉ một chút để thư giãn đầu óc nào. You relax this, right? Have you tired this or not? Nếu mà tired thì mình tiếp tục uống nước nhá. Để chúng mình sang bài tiếp theo ha. Now so, look at this. Hôm nay cô thấy có một bạn. Một bạn rất là đặc biệt. À như ư nhỉ. Còn cái Khuê ấy, thật sự luôn là nó lại refund lại cái quyển sách đấy cho cô rồi. Thế là phải gửi lại Khuê ạ. Hôm trước lại quên mất không hỏi địa chỉ nhà Khuê đấy. Hoài Anh, nhắn đúng. Nhưng mà cô không đọc kịp ý. Nào, bây giờ các bạn nghỉ ngơi xong chưa nào? Nghỉ ngơi một chút nào. Chỉ nhắc tên. Ui, sao lại lãng quên? Không bao giờ lãng quên. Oggy Phạm Khánh Hà nha. Cô nhớ tên biệt danh cơ. Các bạn cứ học chăm, ví dụ là cô sẽ nhớ tên gần hết các bạn nếu mà học lâu cái là cô nhớ. Nhưng mà tuy nhiên là sẽ không thể nào mà như việc là cô dạy từng bạn một được, đúng không? Để thông cảm cho cô chứ. Thế bây giờ đã ăn, đã uống nước xong chưa, nghỉ ngơi xong chưa, mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục ha. Next one. Này đi. Nào, đến một bài khác. Song nha. Today we will go on with the song The Ten Little Witches. Do you know the word witches? Witches. Can you see the screen? Can you see the screen? Các con nhìn được screen không? Nào để có thể là kết thúc cho buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nghe một bài hát về 10, à đúng rồi, 10 cô phù thủy nhỏ, đúng không nhỉ? Little witches, rất là nhỏ rồi. Thank you Phạm Ngọc Khánh nha. Okay, are you ready for this? I think it's yes. Phù thủy. Okay, let's start it. One little, two little, three little witches. Four little, five little, six little witches. Seven little, eight little, nine little witches. 10 witches in the sky. Ten little, nine little, eight little witches. Seven little, six little, five little witches. Four little, three little, two little witches. One little witch, bye-bye. Yes, it's just a short song. Đây là một cái bài nhẹ đúng không? Nào, bây giờ cô sẽ mở bài karaoke nha, để cả lớp cùng hát nha. Được không? Cô sẽ mở karaoke cho cả lớp cùng hát. Bây giờ cô sẽ mở mic cho tất cả các bạn này. Mở cho cả lớp nha, mở mic cho cả lớp nha. Giờ sợ ồn đúng không? Ok. Just
10 little witches, right? So now remember this. Today we just have a started about 1 to 10 and 11 to 20. It's a little bit hard for you to write down all these words, but you can watch the videos again and then you practice writing and speaking, right? Thì bài ngày hôm nay của chúng mình học từ 1 đến 20 và với một số bạn thì cần rất là nhỏ xíu, các bạn ấy chưa thể viết được thì các bạn sẽ lên trên nhóm Zalo để mình có thể lấy được cái template về để mình luyện viết nha, cũng như là bài tập nha. And now is the end of the class today. I hope that you have the interesting class today, right? Interesting. And I hope that I will see you again on Monday. Right? On Monday. Yes, of course, we will have exercises on Zalo group. Và nhắc cho các bạn nhớ nhá, chúng mình sẽ có bài tập ở trên nhóm Zalo. Thường thường là bố mẹ, bởi vì các bạn còn rất là bé, cho nên là bố mẹ dùng Zalo, đúng không? Các con sẽ chưa có Zalo. Thì bài tập là có trên nhóm hết rồi. Thì các con nhớ nhắc bố mẹ là có bài tập trên nhóm và làm bài tập cho cô nhá. And now, this is the end of the class. You need to practice. Wash your face and go to sleep. Have a good night and bye-bye. See you then. And now I will open all the microphone for you. Good night. Bye-bye. Good night, teacher. Good night, everyone.